Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 10 tỷ đồng ở Gia Lai, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng tại địa phương. Theo đó, qua công tác nắm bắt tình hình, phòng cảnh sát hình sự phối hợp cùng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an huyện Chư Bức đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Bình, 43 tuổi, trú tại xã La Lứ, huyện Chư Pư, để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. Quá trình bắt giữ đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tăng chứng, vật chứng, sổ sách, công cụ và phương tiện mà đối tượng dùng cho hành vi phạm tội của mình. Cùng thời điểm bắt Nguyễn Thanh Bình, các lực lượng nghiệp vụ của công an tỉnh Gia Lai cũng đã bắt giữ, triệu tập làm việc với nhiều đối tượng khác có liên quan trong đường dây này. Bước đầu xác định, Bình là đối tượng cầm đầu của đường dây cá độ bóng đá qua mạng. Trong quá trình quản lý tài khoản cá độ bóng đá cấp Master SNK 603 trên trang mạng bóng 88.com, Bình đã chia ra nhiều tài khoản nhỏ cho các con bạc trên địa bàn huyện Chư Bức chơi cá độ. Số tiền cược mà các con bạc đổ vào mỗi trận bóng đá là từ 5 đến 50 triệu đồng một trận đấu. Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 2 năm 2023 đến nay, các đối tượng đã tham gia đánh bạc với tổng số tiền giao dịch khoảng 10 tỷ đồng. Ngoài Nguyễn Thanh Bình, tính đến ngày 20 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Viết Việt 33 tuổi, Nguyễn Văn Quốc 33 tuổi, cùng trú tại xã La La, huyện Chư Bức và Hồ Văn Huân 53 tuổi, Võ Danh Thành 41 tuổi, cùng trú tại xã Lư Lứ, huyện Chư Bức về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, hiện vụ việc đang được công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra mở rộng. Tạm giữ kẻ chuyên lừa bán người dưới 16 tuổi ra nước ngoài, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Lê Bảo Tính 29 tuổi trú thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, Nghệ An để điều tra làm rõ hành vi mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi. Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an Tháng 7 năm 2022, tính ra nước ngoài tìm việc làm thì được một người ngoại quốc, tính gọi người này là ông chủ, thuê và trả lương 17 triệu đồng một tháng với điều kiện phải lập nhóm đa cấp lừa người Việt Nam mở tài khoản đầu tư tiền điện tử rồi chiếm đoạt. Biết rõ hoạt động của nhóm mà mình đang làm là lừa đảo, nhưng với khoản tiền được hứa trả 35 triệu đồng một trường hợp tham gia, ngoài lương 17 triệu đồng, tính liên lạc về quê dụ dỗ, lừa đưa đi nước ngoài làm việc nhẹ lương cao, tính khai nhận. Từ tháng 8 năm 2022 đến đầu tháng 10 năm 2022, đã 3 lần lừa đưa 11 người ra nước ngoài các nạn nhân bị tính lừa bán cho ông chủ bị ép ký các hợp đồng để thực hiện hành vi lừa đảo, dù dụ dỗ các nạn nhân khác đánh bạc trực tuyến, kinh doanh tiền ảo trên không gian mạng. Quá trình điều tra, công an tỉnh Nghệ An phối hợp với cơ quan chức năng giải cứu các nạn nhân, đưa về với gia đình. Khởi tố tài xế ô tô gây náo loạn trước nhà hát lớn Hà Nội. Liên quan đến vụ ô tô gây náo loạn trước khu vực nhà hát lớn Hà Nội, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Ngọc Thắng, sinh năm 1984, tài xế điều khiển ô tô. Theo đó, ngày 21 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Ngọc Thắng sinh năm 1984, trú tại quận Hoàn Kiếm Hà Nội về tội gây rối trật tự công cộng. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, rằng sáng 17 tháng 4, Nguyễn Ngọc Thắng điều khiển ô tô với tốc độ cao, rú ga chạy nhiều vòng quanh bùng binh trước nhà hát lớn. Khi tài xế dừng xe lại trước bên nhà hát lớn, tổ công tác công an phường Tràng Tiền đã yêu cầu người này xuống xe nhưng đối tượng không chấp hành và phóng xe bỏ chạy thoát về phía Tràng Tiền, Trần Quang Khải. Chiều 17 tháng 4, công an quận Hoàn Kiếm đã xác minh và mời Nguyễn Ngọc Thắng lên làm việc. Tại cơ quan công an, Thắng thừa nhận đã điều khiển ô tô nẹt bô rú ga nhiều vòng tại khu vực quảng trường Cách mạng tháng 8, bùng binh trước cửa nhà hát lớn. Ngày 18 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp với Nguyễn Ngọc Thắng. Cảnh sát đã tạm giữ ô tô nhãn hiệu Nissan, điện thoại di động của Nguyễn Ngọc Thắng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định Thắng đã độ thay lắp nhiều bộ phận trên ô tô công bố đặc điểm nhận diện nghi phạm cướp ngân hàng ở Đà Nẵng. Công an thành phố Đà Nẵng công bố thông tin nhận diện nghi phạm cướp chi nhánh ngân hàng Vietinbank ở đường Đống Đa, quận Hải Châu. Khi thực hiện vụ cướp, nghi phạm mặc áo có mũ trùm đầu màu đen, mặc mà quần gen xanh, xe máy người này đi hãng Yamaha Grande màu xám đen, mang biển kiểm soát 43 f 1 Công an thành phố Đà Nẵng công bố số điện thoại 0906 486 568 để tiếp nhận phản ánh của người dân về nghi phạm cướp ngân hàng trên trước đó vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 20 tháng 4 nghi phạm đến chi nhánh ngân hàng VietinBank ở đường Đống Đa, thành phố Đà Nẵng. Lúc này chi nhánh có một bảo vệ và năm nhân viên đang làm việc. đến quầy giao dịch nghi phạm rút súng hướng về phía các nhân viên yêu cầu đưa tiền. bảo vệ ngân hàng ấn nút hạ cửa cuốn ra và báo động. thế vậy nghi phạm cầm túi tiền truy qua cửa lên xe máy tẩu thoát. những tin báo công an thành phố Đà Nẵng đã thu thập thông tin hình ảnh có liên quan vụ cướp, lấy lời khai những người liên quan. theo nguồn tin của Xin, số tiền bị cướp tại chi nhánh ngân hàng VietinBank là khoảng 500 triệu đồng. Phú Yên, nghịch tử đánh cha ruột vì bị mắng suốt ngày ăn nhậu. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sông Hình, Phú Yên vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Bùi Minh Thuận, sinh năm 2000, trú tại Buôn Thung, xã Đức Bình Đông, để điều tra xử lý về hành vi cố ý gây thương tích đối với cha ruột. Trước đó khoảng 0 giờ 40 phút ngày 17 tháng 4, sau khi đi ăn nhậu về nhà, giữa Thuận và cha ruột là ông Bùi Văn Tê, sinh năm 1977, xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Ông Tê la mắng Thuận vì lý do không lo làm ăn, suốt ngày nhậu nhẹt. Do bị la rầy nên Thuận đã dùng dây thắt lưng, gạch ống, cây gỗ đánh vào vùng đầu, vùng sườn ông T gây thương tích, hậu quả ông T bị đa chấn thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên. Được biết Thuận là đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù về tội cố ý gây thương tích vào tháng 1 năm 2023. Sau khi về địa phương, Thuận ở cùng cha mẹ tại Buôn Thung, xã Đức Bình Đông. Trong thời gian này, giữa Thuận và cha ruột thường hay xảy ra mâu thuẫn cãi vã vì lý do Thuận không lo tu trí làm ăn, suốt ngày chơi bời ăn nhậu. Người phụ nữ 42 tuổi đưa trai về nhà ngủ rồi trộm tiền tỷ. Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2022, Trần Thị Anh quen biết anh Vũ Đức Hải và anh Hát tại một quán cà phê ở tỉnh Đồng Nai. Khoảng 13 giờ ngày 13 tháng 1 năm 2022, Trần Thị Anh đến nhà anh Hải tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, anh Hải, anh Hát và anh đi đến phòng giao dịch một ngân hàng ở thành phố Biên Hòa, nhận 1,8 tỷ đồng mà anh Hải vay trước đó. Nhận tiền xong, anh Hải nói anh lấy 40 triệu đồng đưa cho nhân viên ngân hàng mua bảo hiểm. Sau đó, anh mời cả hai về nhà mình tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến nơi, người phụ nữ 42 tuổi đưa chìa khóa phòng ngủ cho anh hát, cất túi tiền. Cả nhóm đi hát karaoke đến rạng sáng hôm sau về lại nhà của anh. Tại đây, anh Hải ngủ tại phòng cất túi tiền cùng con trai của anh, còn anh hát ngủ cùng anh. Đến khoảng 4 giờ cùng ngày, anh thức dậy đi qua phòng anh Hải. Thấy anh này đang ngủ say, anh vào bế con trai và xách túi tiền bỏ trốn. Sáng cùng ngày, anh lấy tiền trộm được đem trả nợ 92 triệu đồng và tiêu xài cá nhân, mua vàng hết 119 triệu đồng, còn lại hơn 1,5 tỷ đồng. Theo hội đồng xét xử, hành vi của nữ bị cáo đã trực tiếp xâm hại đến tài sản của người khác, ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, bị hại có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự. Sau khi cân nhắc các tình tiết và tuyên phạt mức án như trên.